Ok, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Thì hiện tại bên cạnh mình đây đang là phiên bản cao cấp nhất For Everest Titanium Biturbo, hai cầu số tự động. Và đây là chiếc xe mình mượn của một người bạn đã trong quá trình sử dụng gần 1 năm. Vậy thì sau 1 năm sử dụng, hay đúng hơn là dành cho khách hàng cũng đang tìm hiểu về mẫu xe có thể nói là SUV 7 chỗ hot nhất hiện nay, thì mình cùng xem liệu Ford Everest Titanium phiên bản hai cầu cao cấp nhất này có những gì mà đang là chiếc xe SUV bán chạy nhất, hay là sự lựa chọn số 1 trong phân khúc rất là sôi động hiện nay. Về thiết kế ngoại thất, tất nhiên rồi, vì sử dụng hệ thống khung gầm và động cơ giống với người anh em Ford Ranger, thì Ford Everest được trang bị kích thước độ ngoại thất rất là to. Quý bạn có thể thấy với chiều dài 5m hơn và chiều cao 1m8, đi kèm đó là chiều rộng cũng lên đến 1m8 hơn. Ok, về thiết kế ngoại thất thì ngay có thể thấy ở đây phần lưới tản nhiệt thì Ford Everest được trang bị là một bản nâng cấp phanh lít nhẹ so với các phiên bản đời trước. Sau khi phiên bản 2016 được ra mắt thì lưới tản nhiệt hiện nay của Ford Everest được trang bị 3 thanh tản nhiệt to bản mạ chrome sáng bóng như này. Đi kèm với đó có thể thấy hệ thống đèn la răng hay kể cả bộ cản trước như này, nó cũng khác khá là nhiều so với phiên bản đời trước. Có thể thấy ngay ở đây điểm rất dễ để phân biệt mà mình có nói nhiều ở video review trước rồi. Nó là hộp cảnh báo radar hoàn toàn mới được trang bị trên phiên bản Biturbo, duy nhất trên phiên bản Biturbo ở trên dòng Everest hiện nay. Ngoài được trang bị cảm biến xung quanh thì tất nhiên rồi, cái bộ radar này nó là một bộ radar rất là ưu việt khi vừa sử dụng để cảnh báo hay cảnh báo va chạm với phương tiện phía trước. Cùng với đó là tích hợp với hệ thống Adaptive Cruise Control được trang bị trên xe. Về phần thiết kế đèn thì Ford Everest hiện nay được trang bị hệ thống đèn rất là tối ưu ở trong phân khúc. Giải đèn LED định vị ban ngày, tất nhiên rồi, không thể thiếu trên những chiếc xe SUV tiền tỷ hiện nay. Đi kèm với đó là hệ thống đèn cốt là đèn LED mang ánh sáng trắng, đèn pha là đèn halogen, ánh sáng vàng. Và khi quý khách hàng sử dụng thì sự kết hợp giữa ánh sáng trắng và ánh sáng vàng, nó nhất là trong cái môi trường điều kiện thời tiết khá là xấu như là mưa, gió hay thậm chí là sương mù, thì cái tầm quan sát và cái giải đèn nó rất là tối ưu trong đèn sương mù thì cũng được trang bị là đèn halogen bình thường thôi. Về phần thân xe thì ở đây trên phiên bản cao cấp nhất, phần mang cá sẽ ký hiệu khác với phiên bản 2016 đời trước. Ở các phiên bản trước thì đây sẽ được bố trí là 2.2 hoặc 3.2 auto. Thì hiện nay với phiên bản mới nâng cấp về động cơ và hộp số thì ký hiệu ở đây sẽ là Biturbo hoặc là Everest tùy vào từng phiên bản. Gương chiếu hậu thì được tích hợp công nghệ cảnh báo điểm mù, đi kèm với đó là chiếc gương to bản tích hợp đèn xi nhan ở trên gương luôn. Khác với các phiên bản ở dưới thì phiên bản Titanium sẽ được trang bị tay nắm ốp mạ chrome và hệ thống khóa cửa thông minh. Chỉ cần dắt túi chìa khóa thôi, khi quý khách hàng mở cửa thì gần như chiếc xe sẽ tự động mở khóa. Tất nhiên rồi, bậc trên cả 5 phiên bản thì sẽ đều được trang bị bậc lên xuống như này, với một chiếc xe gầm cao đến 220mm. Bộ la răng ở trên Ford Everest phiên bản cao cấp nhất sẽ là la răng 20 inch. Bộ lốp rất là to dày, hơn nữa cái khoảng cách giữa phần lốp và phần khoảng sáng ở trên này rất là dày. Các bạn thấy hoàn toàn khi mình ngồi full tải trọng 7 người đi kèm với đó chở đồ thì không lo về cái phần thụt của chiếc xe này, đi rất là êm. Ok, về phần đuôi xe thì Ford Everest được trang bị hệ thống đèn là đèn full LED
Đây, ký hiệu phiên bản 4WD, tức là chiếc xe được trang bị hệ thống chuyển động 4 bánh toàn thời gian. Nó khác với các xe bán tải. Xe bán tải thì thường là ký hiệu là 4X4, tức là còn sử dụng được một cầu, hai cầu. Và đây mình mặc định sẽ hiểu là toàn bộ khi thời gian vận hành thì chiếc xe sẽ cùng chuyển động cả 4 bánh. Ford Everest này thì được trang bị cốp mở điện, đi kèm với đó là 4 cách mở cốp, bao gồm thứ nhất quý các bạn có thể mở cơ như này, bấm nút. Thứ hai mình sẽ mở qua chìa khóa. Thứ ba nó là một nút nhỏ ở trên phần táp lô, có thể điều khiển khi cho vợ hay cho con xuống lấy đồ. Thứ tư tất nhiên rồi, nó là hệ thống đá cốp rảnh tay. Thì chỉ cần dắt chìa khóa sau lưng thôi. Hệ thống đá cốp rảnh tay khá là nhạy. Hơn nữa thì với cốp điện thì Ford Everest sẽ được trang bị chống kẹt, đi kèm với đó là nhớ vị trí mở cốp. Mình chỉ cần giữ nút trên này khoảng 5 giây. Phần nhân tiện nói về cốp thì trên những chiếc xe 2 tỷ, 3 tỷ, thậm chí cả đến 4 tỷ hiện nay thì cái hàng ghế thứ 3 trên Ford Everest được trang bị gập ghế điện chống kẹt rất là tối ưu, mà không phải mẫu xe tiền tỷ nào hiện nay cũng có thể nói đây là Ford đang rất là ưu ái người dùng khi trang bị hàng loạt tính năng cũng như là tiện nghi phục vụ gia đình, phục vụ người lái. Nó quá là ưu việt, kể cả ở đây hệ thống cứu hộ, con quay hay là kích được trang bị rất là gọn gàng, mà mình vẫn còn một khe để đồ rộng như này, hoàn toàn có thể để giày dép hay là để thêm đồ dụng cụ. Ok, cùng xem hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai trước đi. Đây là chiếc xe mình mượn của một người bạn mà đã được trang bị khá là nhiều option. Có thể thấy đây là hai màn hình phía sau này được lắp thêm này. Một điểm khá hay ở trên Ford Everest, các bạn có thể thấy cái bố trí, cách cái bố trí ở trên phiên bản hai cầu khá là khác, nhất là phần ghế ngồi như này. Hàng ghế thứ hai thì có thể trượt lên trượt xuống để phù hợp hơn với người ngồi hàng ghế thứ ba. Khoảng cách thì tất nhiên rồi, rất là rộng. Mình có điều chỉnh ghế lái ở trên phù hợp với một người 1m8 ngồi rồi, mà hàng ghế thứ hai ngồi đây vẫn còn một khoảng gần một gang ở trên đầu này. Chân 1m8 ngồi hàng ghế thứ hai rất thoải mái. Hệ thống điều hòa thì cũng được trang bị trên phiên bản duy nhất, trên phiên bản biturbo thì đã được trang bị luôn cả điều chỉnh cửa gió, điều hòa và cũng như là điều chỉnh nhiệt độ ở phía sau. Nó khác với các phiên bản titanium một cầu hay hai cầu, thậm chí cả cổng sạc 230V AC DC đều đủ. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ok, mình cùng xem ở trên nội thất điểm hay nhất của chiếc xe. Trên phiên bản Everest Titanium Biturbo thì cả ghế lái lẫn ghế phụ sẽ đều được trang bị hệ thống ghế chỉnh điện. Vô lăng ở trên phiên bản này là vô lăng bọc da và rất là êm tay. Hơn nữa, ở duy nhất trên phiên bản Titanium Biturbo này thì sẽ được trang bị hệ thống Adaptive Cruise Control. Hệ thống này vận hành như nào? Nó khác với Cruise Control giữ ga bình thường một chút. Khi quý vị các bạn đang đi trên cao tốc và setup với tốc độ 90 km/h, mình đang để chọn chế độ Adaptive và ở phía trước, xe phía trước bắt đầu lùi, giảm tốc độ thì xe mình sẽ cũng, ví dụ như quý khách hàng đang đặt ở 90 km và xe phía trước lùi lại, giảm tốc độ thì chiếc xe sẽ lập tức giảm tốc độ theo giữ khoảng cách mà quý khách hàng setup ở trong xe. Khi mình xi nhan sang làn bên cạnh và thông thoáng hơn thì chiếc xe sẽ lập tức vọt lên lại tốc độ 90 km ban đầu mà quý khách hàng đang setup. Nó là một điểm khá là hay và nó phải nói là tính năng Cruise Control đang là ưu việt nhất hiện nay ở trong phân khúc này này. Đi kèm với hệ thống Adaptive Cruise Control, chúng ta còn có hệ thống Sync 3. Tất nhiên rồi, nó là đặc sản của Ford. Sync 3 ở trên Ford thì hơi tiếc một chút, nó vẫn sử dụng tiếng Anh, điều khiển giọng nói nhưng lại bằng tiếng Anh.
thiết kế nội thất thì ở trên Ford Everest phiên bản cao cấp nhất này, nó khá là giống với người anh em Ford Ranger Wildtrak hay Ford Ranger Raptor. Những chi tiết mạ chrome hay là cả dòng thiết kế Everest như này, nó cũng là một điểm dễ dàng để phân biệt những các phiên bản thấp hơn. Ở trên này thì vẫn hàng loạt nút bấm, hàng loạt công nghệ mà Ford trang bị quá ưu việt cho khách hàng. Ví dụ như hai dàn điều hòa đi kèm với đó, nó là hộp số động cơ hoàn toàn mới. Hộp số ở trên Ford Everest hiện nay đã là hộp số 10 cấp. Và thay vì lẫy chuyển số trên vô lăng thì hiện tại Ford Everest lại đang để chế độ thủ công, tức là cộng nút cộng trừ ở trên cần số này, ngay đơn giản thao tác như này. Một cái hay nữa ở trên phiên bản này thì so với phiên bản một cầu thấp hơn thì Ford Everest B-Turbo sẽ được trang bị hệ thống hiển thị áp suất lốp ở trên xe luôn. Đi kèm với đó, đó là 5 chế độ lái được thể hiện hay được tùy chọn ở trên ngay núm xoay ở phía bảng điều khiển như này. Và hơn nữa, các trang bị hay các nút tính năng đi kèm như là cảnh báo tắt bật cảm biến, tắt bật hệ thống cảnh cân bằng điện tử, khóa vi giai điện cầu sau, hay thậm chí là sử dụng hai cầu chậm. Hơi tiếc một chút thì đây là phiên bản cao cấp nhất rồi, giá 1 tỷ tư rồi. Tuy nhiên thì vẫn được trang bị đó là phanh tay thôi, hơi buồn một tí. Nhưng bù lại thì chúng ta có một chiếc chìa khóa rất là đẹp. Hơn nữa là được tích hợp và mở cốp như mình có nói. Hiện nay thì chiếc xe đang được niêm yết với mức giá là 1 tỷ 399 triệu. Chương trình khuyến mại tại thời điểm bây giờ có thể lên đến từ 70 đến 80 triệu. Tùy vào thời điểm và tùy vào màu xe quý khách hàng lựa chọn. Chi tiết về chương trình giá bán khuyến mại cũng như là tư vấn review so sánh giữa các sản phẩm hay các đối thủ cạnh tranh thì quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang để trên video, hoặc có thể comment ngay ở phía dưới video để mình trả lời ngay khi có mặt. Ok, video tiếp theo thì mình sẽ cố gắng đưa em nó đến một địa hình khó hơn để thử các tính năng, các chế độ lái. Nếu quý khách hàng cảm thấy video hay và bổ ích thì có thể cho mình một like, share và một subscribe để mình ra được nhiều video tiếp theo. Xin cảm ơn.